Vâng, xin kính chào quý bạn và các vị. Tiếp tục clip hôm nay thì mình sẽ lại giới thiệu mọi người cách thêm lịch âm vào thiết bị iOS. Cái cách làm này thì sẽ giúp mọi người là xem được cái lịch âm mà không phải cài ứng dụng. Ví dụ ở đây mình đang sử dụng lịch vạn niên. Ứng dụng lịch vạn niên thì cho phép chúng ta có thể theo dõi được các sự kiện tử vi, phong thủy, rất nhiều tính năng. Nhưng mà cái ứng dụng này nó dở một cái là nó lại quảng cáo, không có cái miếng bánh nào là miễn phí cả. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người, sau khi chúng ta thêm lịch âm ấy thì các bạn sẽ xem được lịch âm trực tiếp ở trên cái phần mềm lịch mặc định này. Ví dụ như ứng dụng lịch ở trên iPhone của mình thì mình đã cài rồi. Ví dụ như hôm nay là ngày 27, vẫn là ngày 27 thì nó là ngày 12 tháng 7 âm lịch. Nếu các bạn kích vào cái ngày nào thì nó sẽ hiển thị vào cái ngày đấy. Tuy nhiên là cái này chúng ta chỉ có thể check được lịch âm chứ không thể xem được các thứ khác ngoài lịch âm. Nhưng mà cá nhân mình sử dụng ý, thì mình cũng chỉ dùng lịch âm thôi. Bây giờ thì mình không cần những cái ứng dụng như thế này nữa, mình có thể xóa nó đi, không bao giờ cài nữa. Và đương nhiên rồi, ứng dụng lịch của Apple thì sẽ không bao giờ có quảng cáo. Cụ thể chi tiết làm như thế nào mà được như vậy thì mình sẽ hướng dẫn mọi người. Chưa giới thiệu mọi người là cái ứng dụng lịch ở đây thì mình đang không có lịch âm nhé. Đây là ứng dụng lịch mặc định của iPhone nhé. Nó chỉ hiển thị như thế này thôi, không hề có lịch âm. Đầu tiên thì mình sẽ gửi cho mọi người một cái đường link. Cái đường link đó thì các bạn sẽ xem ở dưới phần mô tả của video. Các bạn đã sao chép cho mình cái đường link đấy, sao chép link bằng cách nào cũng được. Sau đó thì mọi người vào cho mình phần cài đặt của máy này, tìm xuống cái biểu tượng là lịch. Ở trong phần lịch này các bạn chọn cho mình phần tài khoản và ấn thêm tài khoản. Sau đó chọn vào mục khác và chọn vào mục lịch đã đăng ký. Các bạn dán cho mình cái link mà vừa copy vào đây. Được chưa ạ? Dán nó phải đúng như thế này nhé. Sau đó ấn tiếp, đợi cho máy nó xác minh. Rồi, sau đó thì mọi người ấn lưu. Như vậy là xong, thoát ra. Sau đó mọi người trở lại ứng dụng lịch âm. Đợi một lúc cho cái máy nó lắt dữ liệu về. Bình thường mình xem ở cái chế độ này thì chúng ta sẽ không thể nhìn thấy lịch âm được. Các bạn tích cho mình cái phần hôm nay này và hiển thị lịch tháng. Rồi, hôm nay là ngày 27 tháng 8 năm 2023, tức là ngày 12 tháng 7 âm lịch. Đấy, các bạn chỉ vào ngày nào thì nó sẽ hiển thị âm lịch của ngày đó, giống hệt như là trên cái máy Samsung mà mình vừa mới hướng dẫn. Trên các thiết bị iPad thì mọi người sẽ làm tương tự. Nhưng mọi người thấy ở đây mình đã thực hiện cài trên iPad thì nó hiển thị được luôn cả lịch âm ngay trên phần lịch tháng nhé. Đó, phần lịch tháng đã hiển thị được luôn cả lịch âm rồi. iPad nó sẽ hiển thị được tốt hơn. Mình thấy là iPad dễ xem hơn đấy. Rồi, hy vọng là clip này giúp ích được đến mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Chúc mọi người cài đặt thành công.